Và sau đây là những phần tin địa phương thưa quý vị. Cảnh sát của Long Beach can thiệp do vụ hỗn loạn xảy ra ở một trung tâm mua sắm. Sở Cảnh sát của Long Beach hiện nay đang phối hợp với ban quản lý The Pike Outlets đã thực hiện những biện pháp can thiệp để đối phó với tình hình hỗn loạn có liên quan đến trẻ vị thành niên ở tại trung tâm mua sắm nổi tiếng. Các báo cáo chỉ ra rằng khoảng chừng 200 thanh thiếu niên đã tụ tập ở tại The Pike Outlets sau khi một bài đăng trên mạng xã hội quảng cáo về cuộc tụ tập được lan truyền rộng rãi cảnh sát long beach đã nhận được thông tin và đã nhanh chóng cử các cảnh sát viên đến gần khu vực để theo dõi tình hình tuy nhiên căng thẳng đã nhanh chóng leo thang khi các vụ xây sát và đánh nhau xảy ra cảnh sát đã phải can thiệp mạnh tay để giải tán đám đông và khôi phục trật tự hai cô gái tham gia vào cuộc hỗn chiến đã bị bắt giữ trước tình trạng bất ổn cảnh sát đã phải điều thêm một chiếc xe bus đến pike outlet để giải quyết bất kỳ tình huống bắt giữ với quy mô lớn nào sẽ xảy ra đối với những trẻ vị thành niên có liên quan đến vụ việc Ban quản lý của outlet cũng đã quyết định đóng cửa những cửa hàng sớm để tránh nguy cơ và đề nghị người dân nên rời khỏi khu vực nguy hiểm. Cảnh sát Long Beach cảnh báo cá nhân nào không tuân thủ thì sẽ bị bắt về tội xâm phạm. Chánh biện lý George Gaston của Los Angeles County tuyên bố nghi can Reynald Lydell Knowles, 39 tuổi, bị buộc tội tội giết người, một tội hành hung trẻ em gây thiệt mạng và một tội có tiền án sử dụng súng. Nghi can cũng phải đối mặt với những tình tiết đặc biệt vì bị cáo buộc sử dụng dao khi thực hiện tội ác. Biện lý cuộc cho biết hành vi này vô cùng bạo lực, gây tổn hại cơ thể và các hành vi khác bộc lộ mức độ tàn ác, độc ác cao và sự nhẫn tâm. Nạn nhân được xác định là bé David Jack Hernandez, 3 tuổi, được phát hiện đã chết vào ngày 20 tháng 2 tại nhà ở Lancaster, dãy nhà 43.400 đường 57 Street West. Nghi can Naur, bạn trai của mẹ david cũng có mặt ở nhà vào thời điểm đó và được các nhân viên cấp cứu tìm thấy với những vết thương có vẻ như do tự gây ra vào thời điểm phát hiện sự việc sở cảnh sát quận hạt los angeles cho biết david đã chết vì một vết thương chém ở phần trên cơ thể các nhà điều tra tin rằng naur đã giết david và sau đó cố gắng tự sát naur được đưa đến bệnh viện để điều trị và sau đó được xác định là nghi can khả nghi ba anh chị em của david cũng có mặt ở nhà lúc đó nhưng không bị thương các em được đưa đến nơi bảo vệ của chính quyền. Sau đó, chánh biện lý Gascon cho biết sẽ theo đuổi công lý cho nạn nhân và gia đình với quyết tâm không lây chuyển. Nghi can Nau đang bị giam với số tiền tại ngoại hậu tra là 3,2 triệu Mỹ Kim và sẽ bị buộc tội vào ngày 24 tháng 4. Nếu bị kết tội, nghi can phải đối mặt với mức án tối đa là tù trung thân. Và sau đây là bản tin cuối, thưa quý vị một người phụ nữ và xe hơi của bà đã lùi xuống vùng biển Thái Bình Dương sau một cuộc truy đuổi náo loạn xuyên qua Los Angeles. Hậu quả đó là tất cả những gì độc giả có thể nhìn thấy ở trên băng thu hình. Đài cây lây số 5 đã đưa tin. Đoạn phim mới được đăng ở trên ứng dụng Citizen App cho thấy chiếc SUV 7 chỗ màu bạc mà người phụ nữ lái đã chìm nghỉm một dưới nước ngay gần bến cảng Venice Fishing Pier nằm ở ngoài đại lộ Washington Boulevard ở Venice lực cuốn của sóng biển đã lôi chiếc xe lên bờ và rồi lật nó nằm nghiêng. Ở trong video, người ta nhìn thấy người phụ nữ đang bơi cách chỗ chiếc xe nằm ở trên bờ một khoảng cách khá xa. Nhưng thuyền của sở cảnh sát Los Angeles đã nhanh chóng xác định được vị trí của bà này. Đoạn phim còn cho thấy là cảnh sát ném một dụng cụ nổi về phía bà trước khi dùng lưới kéo bà lên khỏi bờ và bắt giữ. Còn người phụ nữ thì đang vùng vẫy ở dưới nước trong lúc những người đứng gần đó gieo hò tiếp thêm động lực cho bà lên bờ. Một con chó cũng được cho là có mặt ở trong chiếc xe. Lý do vì sao mà người phụ nữ bị truy nã và cuộc truy đuổi bắt đầu từ đâu thì vẫn chưa được thông tin. Một đoạn phim mà đài cây treo lây thu được sau đó cho thấy là một chiếc máy ủi đang được đang lôi chiếc xe hơi lên bờ. Hiện nay lực lượng tuần tiểu cao tốc của California vẫn chưa chính thức trả lời việc này cho báo giới.